Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin nóng Cà phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Bộ Giao thông Vận tải xem xét điều chỉnh hợp đồng về giá vật liệu tăng. Về nguồn vật liệu phục vụ dự án, Bộ Giao thông Vận tải cho biết hiện còn thiếu hụt khoảng 4,8 triệu mét khối đất đắp chưa được cấp phép khai thác. Một số mỏ vật liệu đất đã được cấp phép khai thác nhưng chưa khai thác được khoảng 12,5 triệu mét khối do phải thực hiện thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, các thủ tục thuê đất, thực hiện các nghĩa vụ về thuế, phí. Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn tất các thủ tục cấp phép, nâng công suất khai thác và các điều kiện cần thiết để khai thác vật liệu đất đắp nền. Đối với các mỏ đất được địa phương cấp phép khai thác nhưng chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đề nghị các địa phương sớm thông qua nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất để khai thác cho dự án. Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết, dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 gặp khó khăn khi thời gian qua giá nhiên vật liệu xây dựng có biến động lớn, khiến chủ đầu tư khó quản lý giá thành, chi phí đầu tư xây dựng. Nhà thầu gặp khó trong việc triển khai thi công, đặc biệt đối với các gói thầu, dự án lớn như các dự án cao tốc. Từ đó, nhà thầu có tâm lý thi công cầm chừng, chờ giá xuống, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các địa phương xây dựng, công bố giá và chỉ số giá các loại vật liệu xây dựng hàng tháng, đảm bảo có đầy đủ các loại vật liệu cho công trình giao thông, phản ánh đúng mặt bằng giá thị trường và mức độ biến động giá khu vực xây dựng. Song song đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng do ảnh hưởng của biến động giá vật liệu đối với các dự án đang triển khai thi công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin nóng Cà phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.